Lời đầu tiên em xin chào tất cả các em cần thủ đam mê câu cá từ mình Tổ quốc. Hôm nay em tiếp tục lên em một clip gồm 15 cây câu nha anh em. 15 cây câu này là 15 cây câu tay hàng phíp lóng ngắn thôi. Chia nha anh em Google giết nha anh em. Giá công khai là 150k đồng giá. Rồi em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗi mà không giống clip lên á thì em sẽ nhận lại. Rồi cảm ơn anh em. Rồi tiến lên cây thứ nhất cho mọi người nha. Cây thứ nhất là một cây cần lóng ngắn nha anh em, cần ngày được dài 3m6. Cây này thu gọn tầm khoảng hơn 2 găng tay em tí thôi, chưa tới 2 găng tay. Cây này dài 3m6, thu gọn là 32cm, nặng 150g, đọt 0.7 ly, độ cứng tầm 1,5 nha anh em. Cây này đọt ra đây đó. Cây này dạng này thì chuyên cho em câu gô giết thôi đó, câu gô giết cô đồng. Nói chung là được mấy cây này, được cái là rút nó ra thì khá thẳng, ok. Hàng thì còn ok. Mấy cây này thì đảm bảo với anh em 100% em lấy từ Nhật về nha. Đó, em lấy lô thì có này có kia. Đó, bây giờ ngoại hình còn khá là ok. Đó, tất cả các lóng ok, không nứt bể gì hết nha anh em. Thì anh em cứ hàng về anh em cứ tháo qua kiểm tra, nếu bị nứt bể không thôi bị tét lóng thì anh em cứ gửi qua cho em, anh em không mắc đồng nào hết. Hàng này chất liệu thì bằng phíp đỏ nha nè, phíp đỏ. Mấy cây này câu gô rất là cảm giác luôn, câu gô câu chê thì sẽ mềm tí. Đó, câu gô phi nè, câu giết nè, gô đồng nè rất là ok nha nè. Đó, đọc nó khá bún nha nè. Rồi giá công khai là 150k cộng ship nha. Cây thứ nhất 150k cứ đồng giá hết. Tiếp theo sẽ là cây số 2. Cây số 2 cũng là dài 3m6, nặng 130g, thu gọn 36cm, đọt 0.6 ly. Cây này thì cũng chia nhanh em cô gô giết thôi, đọt khá bún, được cái gút ra nó còn rất là thẳng nha anh em. Cây này được chưa tới 2 găng tay của em, rất là ngắn nha, chia nhanh em để cấp xe đi câu. Ngoại hình thì còn khá là ok. Đó, đảm bảo với anh em là không bể không nứt gì hết. Anh em về cứ kiểm tra. Ngoại hình thì xuất sắc thì có rồi, nhưng mà chất lượng thì còn khá ok. Đây, mấy cái này nó bị dính quẩy cá, nó bị xước đây. Đó, nói chung là không gì hết, không bể gì hết, về câu thoải mái, vô tư luôn. Chất liệu vẫn là chất liệu phíp đỏ nha anh em. Rồi giá công khai vẫn là 150k chia cho em Google viết cây số 2. Tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 vẫn là một cây cần lóng ngắn. Cây này 3m6 nha nè, 3m6, nặng 150g, thu gọn 40cm, tầm khoảng 2 găng tay nha nè. Đó, đây rất là ok nha nè. Cây này thì đọt là 0.8 đi, độ cứng tầm khoảng cái này vẫn là đây anh em, cái này vẫn là chuyên câu gô giết thôi. Đó, đọt ra đây. Ngoại hình thì còn cũng khá ok. Đó, nói chung là xước thì xước xác thì không tránh khỏi rồi. Đây, cái này chóc keo nha anh em, chứ không bị nứt bể gì đâu ha. Đó, câu gô câu giết thì khá ok. Gô phi đánh cực kỳ cảm giác luôn. Rồi, giá công khai cây số 3 vẫn là 150k. Tiếp theo sẽ là cây số 4. Cây số 4 là một cây dài 3m6 nha anh em. 3m6, nặng 130g, thu gọn 43cm, đọt 0.8 ly, độ cứng ra tầm khoảng 1H nha nè, 1H tới 1,5 thôi. À, cần khá là dẻo nha. Dạng này giật cái gô đồng. Đây, ngoại hình cũng còn khá là ok. Khá bóng anh nè.
chất liệu vẫn là chất liệu là phíp đỏ nha nè. Rồi hình số ok. Rồi cây số 4 vẫn là 150k. Tiếp theo sẽ là cây số 5. Cây số 5 là một cây Alpha Taco, hàng 3m6. Đây, hàng của Magina sản xuất nha anh em. Đó. Cây này thì nó sẽ xuất thị trường Nhật nha anh em. Cây này đọt 0.8 ly, độ cứng tầm 1 phát đến 1 phát rưỡi. Chắc này thu gọn là 22 cm đó. Đây, được cái là cây này đầu vuông, nó đầu vuông chống sắn nha anh em. Đầu vuông chống sắn 360 độ. Đó, ngoại hình còn khá là ok. Được cái cây số 5 này được có cái đầu vuông chống sắn. Đây, phíp đỏ nha anh em. Đó, vẫn là bằng phíp. Ngoại hình thì còn khá ok, đầu bu xịn sò. Rồi, giá công khai cây số 5 vẫn là 150k nha anh em. Tiếp theo sẽ là cây số 6. Cây số 6 là một cây cành cũng lóng ngắn luôn. Cây này tầm khoảng 3 gang. Cây này dài 3m6. Nặng 100g, chất tạo nặng 100g, đọt 0.8 ly, độ cứng cho tầm khoảng 1 phát đến 1 phát cử như nè. Đầu bu nó đây, tầm 1 phát đến 1 phát cử thôi. Mấy cây này là chiên cho anh em đi câu gô giết rồi. Ngoại hình còn khá là ok, chất liệu là chất liệu phíp. Cái này là bị xước thôi nha anh em, không có bể gì đâu nha. Đó, bán hàng sau cho anh em xem kỹ luôn. Thì anh em cứ về, anh em cứ tháo qua kiểm tra, cứ không ưng thì gỡ về, anh em không mắc đồng nào hết. Rồi, cây số 6 150k. Tiếp theo sẽ là cây số 7. Cây số 7 là một cây cần dài 3m6, thu gọn 70cm, nặng 160g, đọt 0.9 ly, độ cứng tầm khoảng 2 hạt rưỡi nha. Cây này còn khá là ok, ngoại hình ở ngoài nhìn khá là đẹp. Cây được cái nó được cái bao inox của này nè, nó chống bể, nó chống nổ cái đầu cần. Ngoại hình khá đẹp nha anh em. 3m6, chuyên con gô giết. Đọt cái này được cái là nó khá bự, độ cứng ra tầm khoảng 2 hạt cử đặng. Đánh chê cũng ok, dạng này cây này đánh chê cũng ok, đánh chê đánh guppy, con chép cũng ok luôn. Cái này hàng của Olympic nha mọi người, đó, nội địa. Rồi, giá công khai vẫn là 150k, cây số 7. Đó là 7 cây này là 7 cây hàng 3m6, phần bên đây là hàng 4m2. Đó, 4 cây này là hàng 4m2 và 4 cây còn lại là hàng 4m5. Tiếp theo sẽ là cây số 8. Cây số 8 là một cây hàng của Kingdom. Cây này 4m2 nha mọi người, 4m2, nặng 180g, thu gọn 37cm, chưa tới 2 gang tay. Đọt là 0.7 ly, độ cứng tầm 1 phát đến 1 phát rưỡi, chuyên câu gô giết nha anh em. Đây, đó, đầu nó để sao thì em để vậy luôn. Chuyên câu gô giết nha, đọt khá dịu á, khá bún luôn. Nói chung là cần còn ok. Ngoại hình còn khá là ok. Chỗ này là chóc sơn nha mọi người, đó, chóc sơn, chứ không có bể đâu. Vậy anh em kiểm tra thoải mái. Rồi, giá công khai cây số 8 khoảng 150k. Tiếp theo sẽ là cây số 9. Cây số 9 là một cây cần của nội địa nha anh em. Tem nội địa đầy đủ đây. Đó, cây này của
tôm gì đó, giống của Shimano. Cái này dài 4m3 nha mọi người, 4m3, nặng 160g, nặng 160g, thu gọn 46cm, đọt 0.6 ly, độ cứng tầm 1h-1h5. Đây, đọt ở đây nha mọi người. Đó. Dạng này thì câu gô giết bánh chép cảm giác được, dài 4m3 nha mọi người. Được cái cán hoàng đây nè, nó bao cái miếng da vô cho anh em câu cầm rất là ok nha. Ý là cần phíp á, cần có 150k nó làm kỹ xảo luôn, kỳ công luôn. Ừ, hình còn khá là ok. Rồi, giá vẫn là 150k, cây số 9. Ở cây số 8. Cây này là cây số 9, 150k. Tiếp theo sẽ là cây số 10. Cây số 10 là một cây cần 4m2 nha mọi người. Hàng 4m2, hàng nội địa Tokura, hàng nội địa nha mọi người. Đem đây. Ngoại hình còn khá ok, sáng sủa. Giờ tầm khoảng 2m, hai ngón tay. Hai gan nhanh em. Đó, đọt ở đây. Đó. Cây này còn khá cứng á. Cứng hơn so mấy cây kia. Ngoại hình cũng khá là ok luôn á. Cây này đẹp. Rồi. Cây này thì nặng 160g, thu gọn 46cm, đọt là 1 ly, độ cứng tầm khoảng 2h đến 2h5 nha mọi người. Đó, chiên câu chê cũng được nè. Đó, câu chê của Gopi cũng ok. Phép là phép đỏ nha. Rồi, giá công khai 150k, cây số 10. Tiếp theo sẽ là cây số 11. Tiếp theo sẽ là cây số 11. Cây số 11 là một cây cần 4m3. Cây này với cây số 9 là một cặp. Đó. Nãy quên để gần. Đọc nó đây. Đó, cây số 11 nha mọi người. Cũng là hàng chiên gô giết thôi. Đó. Đọc khá búng nha. Ngoại hình thì như nhau, cũng khá ok, không lỗi lầm gì nặng hết, ngoài cái xước sát bụi nên bám thôi. Được cái rút ra cũng còn khá là thẳng nha nè. Rồi, giá công khai vẫn là 150k nha, cây số 11. Chất liệu vẫn là chất liệu phíp. Được cái nó bao nguyên cái da đây nè, cầm vô rất là đã tay nha. Tiếp theo sẽ là cây số 12. 12, 13, 14, 15. Là 3, 4 cây này là 4 cây 4m5 nha mọi người. Đây, vô cây thứ nhất. Cây 4m5, cây này của Shimano nha. Cây này được cái nó làm một khúc nè, đã sức. Cây này nặng là 200g, thu gọn là 30cm. Chưa tới 2 gang tay. Đọt là 0.6 ly, độ cứng là 1h. Đó. Đó, thế này đây, chất liệu là chất liệu phép nha mọi người. Đọc này là chiên gô rồi, gô giết. Ngoại hình còn khá là ok. Mấy cái đầu này nó bị tróc sơn nha mọi người, chứ không có bị bể gì đâu nha. Đây. Hàng nội địa nha mọi người. Rồi, giá công khai vẫn là 150k. Ngoại hình thì còn khá là ok. Được cái nó lóng ngắn, có khúc không à. Rồi, giá công khai là 150k cộng ship nha. Tiếp theo sẽ là cây số 13. 13 là một cây cần của Daiwa, lòng Shimano. Đó. Cây này dài cũng dài 4m5. Được cây nó quấn, khúc này nó quấn cái cọng dây vậy, khá đẹp. Đó. Thì chất liệu vẫn là chất liệu phép thôi. Ngoại hình còn vẫn xuất sắc nha mọi người. Ngoại hình thì xuất sắc. Đọt ở đây. Đọt này thì gô giết thôi.
Phép là phép đỏ. Rồi, giá công khai cây số 13 vẫn là 150k. Anh em về anh em tháo anh em kiểm tra khỏi lo vô tư. Tiếp theo sẽ là cây số 14. Một cây cực kỳ ngầu luôn, cây này là phíp đỏ mà phíp trong nữa chứ. Mát. Cây này là cây hàng của Daiwa nha mọi người, hàng của Daiwa dài 4,5 m. Đây. Vẫn cây khúc già đây nhìn rất là ngầu người cần ha. Đó. Cây này thì Daiwa dài 4,5 m. Phíp trong đây, đó anh em có thấy cái lỏng trong nó chạy. Mình rút từ từ cho anh em xem. Đọt đó đây. Đọt này thì riêng con vô giết rồi. Khá là công nha anh em. Khá là đẹp á. Cây số 14 khoảng là 150k nha anh em. Chắc lại là phép phép đỏ. Hàng đây qua nội địa. Tiếp theo sẽ là cây cuối cùng, cây số 15. Dài 4,5 m. Thu gọn nặng 170g, thu gọn 55 cm, đọt 0,7 ly, độ cứng là tầm 1 hắc đến 1 hắc rưỡi. Cây này được cái là nó bao đầu cần nha anh em, bao inox đầu cần hết nè, đó, cây số 15. Đọt ra đây. Nhưng mà được cái là đọt cây này mảnh lắm. Cây này ra tầm khoảng nửa hết thôi. Đó. Được cái nó bao đâu cần hết. Đó. Dạng này chị anh em Kogo viết rồi. Cây này dài 4,5 m, hàng của Shimano. Hàng nội địa. Đó. Giá công khai vẫn là 150k. Rồi, đó là tổng cộng 15 cây cần em ra cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng cây nào có thể chốt để lại em số điện thoại, em có thể tự động liên hệ với anh em. Rồi, cảm ơn anh em.